Ê, trời ơi là trời, đói bụng muốn chết luôn á rồi. Hay. Trời ơi, đói bụng đến mức mang cà rốt sống qua ngày luôn á bao ơi. Trời Ngon ơi, ngon ngon. rô ơi là rô, em nói rồi, bọn mình đang qua bên gọi là tiệm gọi là bánh của Simi. Bọn mình qua đây để ăn bánh, để ăn pizza, để uống trà sữa, chứ không phải qua đây để ăn cà rốt. Mà anh cứ qua đây anh thấy cà rốt cái là anh hái cà rốt là sao hả? Ai mà biết được. Ê, rồi đó, không có chủ quán ở nhà nó kêu mình ăn trộm, nó thuê bảo vệ ra đánh mình sao? Trời, bình tĩnh đi, nhà của Simi mà, bạn bè của mình mà lo gì. Trời ơi anh ơi, quá trời bánh kẹo đồ ngon quá trời. Nè coi nè, coi nè, ui quá trời bánh luôn. Ê, bảo đảm là hôm nay anh em mình sẽ phải ăn một bữa thật là no đây. Simi ơi. Hả, gì anh? Hôm qua anh nghe đồn là dịch bán đồ ăn dùm Simi, bán đồ ăn ôi thiêu bị công an bắt lên đồn mà. Lựa đồ ăn cẩn thận nha. Ok rồi, để em lựa cẩn thận. Trời gì mà bán đồ ăn ôi thiêu gì mà anh dịch bán đồ ăn ôi thiêu bị bắt lên phường ta, cái gì ghê ghê quá vậy. Ôi giời, thôi chắc không dám ăn mấy cái bánh trong đây đâu. Thôi bây giờ mình kiếm cái bánh nào đó nó ngon ngon hơn mình ăn đi. Simi ơi, Simi. Simi đâu ta? Simi ơi. Ủa, hình như là Simi không có nhà. Rô ơi, Rô, anh chạy trong nhà. Anh chạy trong nhà anh coi có Simi trong đó không. Hình như là không có Simi trong nhà đâu anh ơi. Ê rồi anh ơi, anh hơi bị tự tiện rồi nha. Nhà của người ta mà anh cứ vô anh leo lên bạn PC người ta anh chơi là sao vậy? Ra ngoài đây, ra ngoài đây. Thôi bây giờ mình lỡ đói thì mình chơi game đỡ đói em. Tào lao, nên đói phải ăn đồ ăn mới đỡ đói, chơi game đỡ đói là sao? Để coi. Thôi bây giờ Simi lỡ đi đâu rồi, thôi bây giờ mình tự vô mình kiếm đồ ăn đi đồ. Để em coi. Anh tự tiện đưa mày. Ơ nhưng mà mấy cái bánh này nãy anh nói nghe cái gì mà bị ôi thiêu đồ nghe ghê quá, thôi không dám ăn mấy cái bánh bên ngoài này đâu. Đi kiếm cái bánh nào. Ủa có cái rương nè, từ từ để em coi trong cái rương có gì không nha. Hay, để coi. Có cái gì đây? Bánh trái tim. Wow, bánh hình trái tim nè. Trời ơi. Ôi mà cất ở trong rương nữa, có nghĩa là bánh này chắc là quý lắm luôn á nha. Ui rồi, em mới vừa phát hiện ở trong rương có hai cái bánh có tên là bánh trái tim anh ơi. Trời ơi, cái bánh này nhìn nó ngon gì đâu luôn nè. Anh ăn thử đi. Đây em bỏ vô rương một cái cho anh nè. Đó. Này, ok, bây giờ bọn mình ra ngoài đây mình ăn bánh đi Rô. Trời ơi trời đó. Rô ngồi ghế đi. Em nhường cho người lớn á, bởi vì là con nít là phải kính lão đắc thọ, bạn hiểu không? Đó là phải biết gọi là lễ phép cho người lớn đó. Anh Rô lớn hơn mình cho nên mình sẽ nhường ghế cho anh Rô ngồi đó, còn mình đứng đó. Ok rồi. Này, bây giờ mình ăn thử bánh này đi. Sao anh? Tính cái bên cao có thêm cái ghế nữa, mày không ngồi mày đứng gì vậy? À thế à. Đập luôn. Ok rồi, ăn nè anh. Nhầm. Wow. Ui, rồi, cái bánh này nè. Cái bánh này khi mà em ăn vào em cảm giác nó có một cái vị gọi là sô cô la dâu tây anh ơi. Trời ơi, đã là sô cô la mà còn có thêm vị thơm thơm của dâu tây nữa. Trời ơi, ngon dữ ta. Nhầm. Quá ngon. À sao anh? Wait a minute. Vị của cái bánh này anh thấy rất là ngon nhưng mà anh đang có biểu hiện bị đau bụng rồi. Cái gì? Ủa cái gì mà ăn bánh xong bị đau bụng là sao? Ủa tính ra em ăn em thấy bình thường mà. Đâu để em ăn lại coi. Nhầm. Bình thường mà anh. Bình thường mà. Ủa, bình tĩnh. Anh bình tĩnh, anh đừng có la nữa, bình tĩnh. Trời. Rô ơi. Ôi mấy bạn ơi. Tự nhiên ông Rô ăn xong cái bánh trọng ngất xỉu luôn rồi. Cái gì kỳ vậy? Để mình ăn hết cái bánh đã. Bánh ngon quá. Rồi ok, ăn mình ăn hết rồi. Ôi bánh ngon như thế này mà ăn rồi bị đau bụng là sao trời, rồi còn nằm ngất xỉu ở đây nữa. Thôi mấy bạn ơi, bây giờ mình phải đưa anh Rô về nhà để cho ổng gọi là không thể nào nằm ở ngoài đường thế này được. Nằm ngoài đường thế này là trúng gió chết luôn á. Ok thôi, đem Rô về nhà nè. Trời ơi là trời, đợi từ sáng đến giờ mà ông Rô vẫn chưa tỉnh dậy các bạn ơi. Hay mình không biết là trong cái bánh đó nó có cái gì mà ông Rô cũng ăn xong ổng bị đau bụng cả ổng ngất xỉu luôn, còn mình thì mình ăn mình thấy bình thường mà ta. Có khi nào cái bánh nó Simi bỏ gì vô trong đó, bỏ độc hay gì vô trong đó không vậy? Thôi mình nghĩ không có chuyện đó đâu, Simi hiền lành vậy ai bỏ độc vô trong đó đúng không? Nhưng mà sao ông Rô ngất xỉu sáng giờ chưa tỉnh dậy nữa? Kỳ ta. Ê. Hello mấy cưng. Ôi cái gì vậy? Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn có khi nào mình bị hoa mắt không chạy? Ủa sao tự nhiên ông Rô ông đang bình thường cái? Anh đứng ở đây từ chiều. Cái ông xuất hiện, ông mặc cái váy vậy? Trai đẹp thôi. Trời Thông ơi, anh không ngờ là em đẹp luôn, em đúng là mẫu bạn trai lý tưởng qua luôn Thông ơi. Trời. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Trời. Cái gì mà mẫu bạn trai lý tưởng là sao? Rồi anh đừng nói là anh ăn xong cái bánh đó cái anh bị chỗ bóng luôn nha anh. Quá chuẩn luôn. Trời, cái gì mà chỗ bóng, gọi người ta là chị. Gọi người ta là chị. Gọi là anh là người ta giỏi. Cái gì gọi bằng chị? Cái gì vậy Rô ơi? Trời mấy bạn ơi, ông Rô ông bị cái gì rồi mấy bạn ơi? Ê rồi, anh có bình tĩnh không? Anh có cần em đưa anh đi bệnh viện không Rô?
Mày bị điên à? Bệnh viện cái gì mà bệnh viện? Trời ơi, lần đầu gặp người ta, ghen hở người ta mà kêu người ta đi bệnh viện, tội người đâu vô duyên vậy? Trời ơi, cái gì mà dạ, ông ăn xong cái bánh cái ông bị hoán đổi giới tính luôn mấy bạn ơi. Cái ông còn khen mình đẹp trai rồi, cái gì mà kêu mình là bạn trai của ông nữa. Rồi anh đừng có đi theo em nha, em không giỡn đâu nha. Bình tĩnh nha Rôn. Đừng đuổi theo em mà. Ghê quá. Trời ơi Rô ơi, đừng có đuổi theo em nữa mà. Rô ơi làm ơn đi, em lạy anh đó, gớm quá Rô ơi. Trời đất ơi, tôi không ngờ ông là một con người tệ bạc như vậy luôn á. Ủa cái gì? Cái gì mà tự nhiên chạy đến chỗ tôi kêu tôi là con người tệ bạc? Từ nãy giờ tôi có làm gì đâu. Trời đất ơi, tôi mới đi mua hamburger trong 10 phút mà ông đã có người mới rồi à. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mà người mới? Bà nghĩ cái gì vậy? Trời, bà tưởng là tôi có bạn gái mới hả? Ôi, bình tĩnh, từ từ, tại đây lại tôi nói. Rồi, anh đứng đây nha, đợi em xíu nha. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Đây không phải là bạn gái mới của tôi hay gì đâu, bà hiểu lầm tôi rồi. Đây chính là anh Siro. Hả? Vậy? Thì Siro mặc váy ông nói xạo đúng không? Ông nói xạo đúng không? Tôi không có xạo. Thì anh Siro làm sao mà anh mặc váy được? Nhưng mà do hồi sáng đây nè, tôi tìm thấy một cái bánh ở bên nhà Simmy, thế là tôi cho anh Ro ăn thử cái bánh đó. Tôi cũng ăn một cái, nhưng mà tôi không hiểu sao tôi không bị gì hết, mà ông Ro ổng lại bị gọi là hóa thành con gái luôn. Ôi trời ơi. Trời đất. Bây giờ ông Ro biến thành gái rồi sao ông? Trời ơi, tôi còn không biết nữa. Ông còn đuổi theo tôi, ông đòi cái gì tôi làm bạn trai ông, cái gì mà nghe cười lắm á. Trời ơi, cái gì mà bạn trai? Trời ơi, ê ông kia. Phong là của tôi nha, đừng có giành nha ông nội. Trời đất ơi. Gì? Ăn bánh bèo. Nói cho mày biết không? Phong là của tao, là của tao. Ê, rõ ràng quá. Phong là của em nha anh. Anh là con trai sao anh yêu được Phong được? Anh nội là con trai nha. Hả? Để chị nói cho cưng nghe. Chị là một người, là một người con gái trong sắc đàn ông. Chị có lực đũa đàn ông, em hiểu không? Đó là chị hợp với Phong hơn. Em bánh bèo vô dụng quá, đi ra đi Phong ơi, về Phong. Rồi đừng lại gần em. Đừng lại gần em. Mình nói chị thì mình cách xa nhau ra xíu rồi. Đừng khiến em phải kỳ thị anh nha đâu. Thôi được rồi, bây giờ thế này đi. Bây giờ thế này đi. Nói chung á là bây giờ là một trong hai người ai cũng xinh như nhau hết á. Trời sao ơi, tôi nói câu đó tôi cũng bắt ói lắm chứ. Rồi Rô dễ thương, Rô xinh, ok. Bây giờ người nào về nhà người nó đi. Cho tôi thì tôi nghĩ rằng tôi cần phải leo lên núi, tôi tịnh tâm một thời gian rồi tôi mới quay trở về làng Hero Team. Tạm biệt hai người nha. Trời ơi, gì vậy? Phong, đứng lại tôi coi. Không, trời ơi, làm ơn đi. Bây giờ tùm lum hết chuyện rắc rối quá. Thôi làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa. Trời, cho tôi rời khỏi đây này đi. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ mình mới có cơ hội để quay về nhà nè. Không biết ông Rô ổng còn ở nhà mình không ta. Trời ơi trời, sợ muốn chết luôn á. Ủa cái gì vậy? Phong bỏ xa bà đi rồi. Ê Sam ơi, tôi nè Sam. Trời đất ơi, sao không đi lúc nãy ông về nhà làm cái gì? Ông bỏ tôi đi rồi. Im lặng, trời ơi, bà đừng có la to. Bà la to ông Rô nghe sao? Từ từ để coi ông Rô có nghe không đây. Trời ôi trời, ôi bà có biết không, là tôi chỉ là chạy trốn anh Rô thôi. Tại vì tôi không biết tại sao anh Rô lại bị biến thành như vậy nữa. Tôi thấy ghê quá nên tôi mới chạy thôi, chứ tôi đâu có gọi là trốn Sammy đâu. Thôi rồi, bây giờ thế này đi. Bây giờ chúng ta phải tìm mọi cách để có thể là tìm mọi cách để gọi là giúp anh Rô trở lại bình thường như cũ, chứ tôi không muốn anh Rô biến thành như vậy đâu. Tất nhiên rồi, tôi cũng muốn chứ, nếu không làm ông mà còn để ông Rô về, ông Rô cướp ông luôn á. Trời đất ơi à. Trời, bà nghĩ sao mà ông Rô ông cướp tôi được, ghê thế mồ à. Thôi giờ thế này đi, để tôi nghĩ coi làm cách nào để hóa giải được lời nguyền cho anh Rô trở lại bình thường người ta. À đúng rồi. Ồ mấy bạn ơi, ngày xưa bạn mình có chơi một cái tựa game, đó chính là game Minecraft mấy bạn ơi. Và game đó khi mà chúng ta bị trúng độc hay là chúng ta bị gọi là dính một cái gọi là hiệu ứng gọi là phép thuật nào đó, thì chúng ta chỉ cần uống sữa thì chúng ta có thể trở lại bình thường. Đúng rồi. Hay là bây giờ mình sẽ thử chạy ra ngoài siêu thị, mình mua thử một hộp sữa cô gái Hà Lan, mình cho ông Rô uống thử để coi ông Rô có trở lại bình thường không ta. Ok, rồi thôi Sam. Bây giờ Sam đi chúng tôi đi. Bây giờ ra ngoài đó. Tại vì tiền bà giữ hết rồi, tiền lương của tôi là bà lấy hết luôn, bà có cho tôi đồng nào đâu, hiểu không? Cho nên là bây giờ tôi phải ra ngoài siêu thị, tôi không có tiền đâu. Bà ra ngoài siêu thị bà mua giùm tôi hộp sữa đi, nhanh lên. Ai, trời ơi mấy bạn ơi, chết rồi. Bây giờ ở trong siêu thị hết sữa cô gái Hà Lan rồi bạn ơi. Mình kiếm thêm sữa ông Thọ hay sữa gì cũng không có hết trơn á. Ôi trời, bây giờ không còn sữa, làm sao để giúp trong Rô có thể trở lại bình thường người ta. Mấy bạn ơi, mấy bạn có đang gọi là thấy cái gì mình đang thấy không? Wow, một con heo các bạn ơi.
Ơi, hay là bây giờ mình thử lấy, mình lấy sữa của con heo này trong rô uống ta, được không ta? Ồ. Gì vậy Phong nào? Tại ơi, ông nghĩ xong lấy sữa con heo uống sao hiệu nghiệp được? Được không? Được, trời ơi, tôi nghĩ rằng là cái cách này là cách cuối cùng rồi đó. Tại vì bây giờ siêu thị hết sữa rồi, giờ kiếm đâu ra? Bây giờ bọn mình trong game mini world á thì con cũng không có bò nữa. Giờ làm cách nào bây giờ? Bây giờ mình phải lấy sữa của con heo này thôi chứ giờ biết sao. Ôi chịu chứ sao giờ, trời ơi, okay. Lấy sữa heo trời đất. Heo ơi, bạn heo cute ơi, bạn heo cho mình xin một ít sữa nha. Trời ơi, nhìn mặt bạn cute quá. À, cho xin tí một tí sữa thôi nha, một chút xíu thôi. Ok. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, cuối cùng thì cũng đến nhà rô rồi nè. Đây mấy bạn hãy xem đây, trên tay của mình chính là một bình sữa của bé heo mập mập hồi nãy bạn đó. Mình đã dắt sữa của nó bạn ơi, để mình đem nó cho rô nè, để coi ông rô ở đâu rồi. Tôi là con gái ha, là con gái thật tuyệt. Trời ơi ghê quá bạn ơi. Hello anh Siro. Hello Phong. Trời, ngọn gió nào vừa phong qua nhà anh vậy? Ủa nhà chị vậy? Dạ chị Siro ơi, hôm nay em có quà đem qua cho chị nè. Tao Đây nè, ở đây nè, em có một bình sữa. Đây là một cái bình sữa mà sáng nay em mới gọi là thấy được một bé heo rất là cute. Và em đã là lấy cái bình sữa này về cho chị á. Trời ơi, sữa heo rất là tốt cho mẹ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa heo rất là tốt cho anh Siro. Trời ơi, Phong tặng sữa cho mình, tội liên liên bánh bèo không được, Phong tặng sữa, uống. Thôi uống đi anh, uống đi. Đúng rồi, uống vô, ngon không anh? Đồ quá, em nói gì à? Sao mà anh uống cái gì anh cũng đau bụng hết vậy? Bình tĩnh anh, rồi bình tĩnh. Trời ơi Sam ơi, có khi nào mình đưa sữa cho ông uống là sai không? Có khi nào ông chết luôn không hay gì không? Trời ơi, ai biết đâu, khéo à. Ủa, rồi sao anh đứng im vậy đâu? Rồi trời ơi. Ông nằm đứng luôn kìa. Trời ơi, ngủ đứng luôn, ghê quá à. Trời ơi, từ trước giờ mình thấy người ta ngất xỉu là ta chỉ nằm xuống ta xỉu, còn rô là rô ngất xỉu mà rô đứng rô xỉu luôn bạn ơi. Trời, đó. Gì mà ghê vậy? Rồi, rô đừng có giống Từ Hải nha rô, bình tĩnh rô. Ôi. Phải rô vậy? Rồi. Chị rô ơi, chị rô. Chị rô ơi. Chị. Chạy, tao đánh chết bây giờ chạy. Mày. Sam ơi, Sam ơi, vậy là anh Rô trở lại bình thường rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, vậy là anh Rô trở lại bình thường. Anh Rô không còn muốn mình gọi bằng chị nữa bạn ơi. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi rồi, thôi được rồi, coi như à dạ không có gì hết, coi như là không có chị gì hết nha. Bọn em về đây, bye bye anh. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Trời ơi mấy bạn ơi. Cuối cùng thì anh Rô cũng trở lại bình thường rồi các bạn ơi. Trời ơi, mấy bạn thấy anh Rô biến thành con gái nhìn có ghê không? Chứ mình thấy mình nổi hết da gà luôn bạn ơi. Gớm quá. Ok bạn, thì coi như là mình đã giải cứu được anh Rô rồi. Thì mấy bạn có thấy gọi là anh Rô hôm nay như thế nào? Thì bạn đừng quên hãy bình luận cho mình biết nha. Mấy bạn có thấy ghê giống như mình thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ mình nghĩ rằng video cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này và thấy thích gọi là anh Rô, à không, thấy thích chị Rô thì bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với anh Siro và các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt mọi người. Từ nay mình hứa là mình không dám lấy cái gì bên nhà xin mình ăn đâu. Ăn vô lỡ bữa nào mình biến thành con gái luôn là chết mình luôn á. Thôi giờ. Bye bye mọi người. Ui, nha. Yêu bye anh bye. Em phải rồi. Tạm biệt. Bye bye.